Xin chào mọi người đã đến với podcast của Minh Triệu. Điểm tựa của em nghĩ là cái sự cố gắng. Chị cho là kiến thức hoặc là trải nghiệm, nó càng cũ thì nó càng hay. Mình biết là cái khả năng của mình nó có giới hạn, nhưng mà mình còn một cái khả năng nữa, đó chính là rất là siêng và rất là lì. Vậy thì cái giới hạn nào để mình biết được? Em có thể làm ca sĩ. Nó đòi hỏi nhiều hơn một sự may mắn, một sự nỗ lực. Mình cứ thử đi, tại sao phải sợ? Vô tri trong giật mặt kép thì đương nhiên họ sẽ rất khó để mà có thể có một cái thành công nào đấy. Ừ ha. Quên chứ. Có thể là em không nhớ đúng đâu rồi. Nhưng mà người nghe sẽ nhớ. Chết cha, em nói gì vậy? Khó mà không yêu gì á. Đúng không? Chẳng biết bồ cũ có coi không, mắc cỡ quá. Dạ đúng. Hơi đắn đo nhở? À, không, nó đúng đó. Đó thì giờ em lấy chồng sớm. Đây có phải là một nỗi ám ảnh của em không? Dạ không, không, không. Đó không phải là nỗi ám ảnh của em, mà đó là cái tư duy tích cực, kiểu là rất là ăn chắc mặc bền luôn. 2024 này cho em làm vợ cái đi.